Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Ok, thì hôm nay mình sẽ là đi mua thêm một chú pet mới để về nuôi nha các bạn. Thì nói chung là lâu lâu ngồi rảnh thì mình mua thêm một chú pet về nuôi cho nó vui như vậy thôi. Đó. Và hôm nay thì cái con pet mà mình muốn mua á là mình sẽ mua thêm một con chim vẹt các bạn, hay người ta còn gọi là chim Hồng Kông, ở vẹt Hồng Kông hay là chim miến phụng á, thì nói chung mình nó có khá là nhiều tên. Và cái con vẹt này thì hiện tại mình có đang nuôi một con các bạn, mình có nuôi một con, mình cũng quay cho các bạn xem một hai ba cái video này đó rồi đó. Và nhưng mà mình trước khi mà mình mua cái con vẹt này á, thì mình cũng có mua đủ một cặp luôn, nhưng mà không may thì con kia nó chết trước đó, cho nên là hiện tại thì mình chỉ nuôi có một con thôi. Và mình thấy nó một con thì nó khá là buồn các bạn, cho nên là hôm nay mình sẽ mua thêm một người bạn nữa cho nó để nó có bạn đồ cho nó vui đấy. Hôm nay thì mình có hai đơn hàng đi gửi ra bưu điện cho các bạn mua hàng bên mình á, thì nói chung á là thì mình đi gửi hàng xong rồi mình sẽ ra cái tiệm chim và sẽ lựa một con để về nuôi thôi ha. Thì nói chung á là cái giá của con vẹt này thì nó khá là rẻ đó các bạn, nó chỉ tầm đó là hồi đó mình mua thì nó khoảng 80.000 một con thôi à. Đó thì không biết bây giờ nó cũng có lên hay là không. Đó thì một tí nữa ra ngoài đi rồi mình sẽ biết cái giá sau, cái gì mình thông báo lại cho các bạn nha. Và nếu như mà các bạn cần mua chú vẹt như vậy á thì các bạn có thể ra những cái tiệm chim cảnh nào đó thì người ta bán rất là nhiều đó. Nói chung là vẹt này nó sinh sản khá là nhiều, với lại rất là dễ nuôi, với lại giá rất là rẻ, cho nên là người ta bán rất là nhiều luôn. Các bạn có thể ra những cái tiệm chim cảnh để mua. Ok, và bây giờ mình sẽ ra tiệm chim cảnh để mà quay cho các bạn nha, quay cho các bạn xem một tí nha. Ok, let's go. Ok các bạn, thì hiện tại thì mình đang ở cái tiệm bán chim cảnh nè. Thì ở dưới này mình thấy người ta bán có bán thỏ nè các bạn. Thì mình hỏi ông chủ thì đây người ta nói là thỏ kiển nha các bạn. Đó. Thì thỏ này thấy cũng khá là đẹp nè, nhưng mà mình không có nuôi. Mình ra đây chủ yếu là mua chim và thấy thỏ khá là dễ thương, cho nên là mình review cho các bạn xem luôn. Đó. Thỏ này thỏ màu trắng với lại có hai con màu đen ở trong kia nữa. Đó. Trên này thì có một vài chú chim gì khá là lạ nè. Đấy. Chim nhỏ nhỏ như thế này. Đó. Ok các bạn, thì đây là chú chim mà mình dự định mua nè. Đây nó trên này đó, khá là nhiều. Thì mình thấy hiện tại nó còn màu xanh với lại màu vàng các bạn. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ tìm và lựa một con nha. Và đây là những chú vẹt mà mình dự định mua nè các bạn. Đó, thì hiện tại mình thấy thì nó chỉ còn màu vàng nè, màu xanh vàng với lại xanh biển, còn vài con đằng kia kìa đó, với lại màu trắng đó. Và nói chung á thì chỗ này mình thấy nó cũng mới ra đây thôi đó, cho nên là nó không có nhiều chim, nó không có nhiều màu gì cho lắm đó. Thì nói chung thì chắc là mình bắt một con màu xanh két nha các bạn, màu xanh lá, ở trong kia có một con kìa đó. Ok, rồi bây giờ nói chung là mình lấy con đó đi, và bây giờ mình sẽ quay vòng vòng shop cái coi shop người ta coi có gì chim gì lạ không, rồi mình sẽ bắt con đó về nha. Ok. Và bên này thì mình thấy có vài hai cái này là hai con vẹt hồng các bạn. Đó, thì vẹt này nói chung là nó cũng lớn rồi đó. Nếu như mà các bạn nuôi cái dòng vẹt này thì các bạn nên nuôi những loại vẹt non á, còn đút ăn á thì nó sẽ nuôi lớn, nó sẽ rất là khôn đó. Ở dưới này có cả chim sáo nè. Và theo ông chủ nói thì trong này ông chủ cũng có nuôi một con vẹt xích nè các bạn. Đó, con vẹt này theo ông chủ nói là nuôi từ bé đó, là từ khi mà nó còn gọi là rút ăn được á đó, tới bây giờ thì nó mới hiền như thế này nha. Đó, còn nếu như mà người ta nuôi trong trại nguyên một bầy á thì nói chung là nuôi lớn thì nó sẽ rất là hung, với lại nó rất là nhát luôn, chứ nó không có được dạng như vậy đâu. Đó, các bạn mà muốn mua những cái dòng vẹt như thế này các bạn nên mua vẹt non về nuôi. Còn những chú chim miến phụng mà mình dự định mua thì nói chung là mình chỉ mua về để nuôi làm cảnh thôi, chứ mình không có dạy được cho nó. Với lại cái loại chim đó thì người ta ít bán chim non lắm các bạn, cho nên là cũng không có chim non để mà mua. Còn ở bên này thì mình thấy có một con vẹt ngực hồng mà còn non non nữa các bạn. Đó, nói chung thì cỡ này nó cũng hơi lớn rồi. Đó. Cỡ này cũng hơi lớn rồi nè. Và bên này thì mình thấy có mấy cái lồng không biết nuôi gì. À, đây là bồ câu. Đó. Ở bên này thì có một vài chú chim, nói chung là mình không biết tên đâu, mình không có gành về mấy cái dòng chim này cho lắm. Nói chung là chim cảnh rồi thôi, nuôi trong lồng cây lồng sắt như thế này. À, ở đây có một con sáo nha các bạn, đó chim sáo nè. Đó. Và bên này thì mình thấy có một thao sâu nữa các bạn, đó sâu này thì gọi là sâu super wild vậy đó. Thì nói chung là loại cái sâu sống này thì người ta để cho chim ăn, còn hamster ăn là các bạn không nên mua sâu sống này nha, các bạn nên mua sâu khô cho nó ăn. Tại vì á là sâu sống này có khi là nó chưa chín đó các bạn, hamster ăn nó có thể là bị bệnh đó. Con màu xanh két. Con đó cái đuôi móc dài á không chú? Dài, nó đang ra nè, thấy không? Dạ. Thấy chưa?
Nó mạnh là nhìn cái hậu môn đó nè. Cách nó không có bị này. Ướt không? Không bị gì hết. Con này chắc con chống quá. Chống hả? Là mình coi cái lỗ mũi đó là mũi xanh đó. Mũi xanh. Xanh là chống, còn trái trắng ma trắng hồng. Trắng hồng là mái. Rồi, vậy lấy con đó đi. Thêm một bịch thức ăn cho nó, lấy hạt nhỏ. Cây nhỏ. Nó giờ ăn mấy loại này, ăn cây lớn. Cây lớn hả? Vậy cây lớn cũng được. Là của con là nhiêu tiền đưa luôn à? Năm nay học lớp mấy rồi cha? Hôm nay con 11 rồi. Rồi con đưa tiền. Đây rồi. Rồi cảm ơn chú nha. Con đi nha chú ạ. Ok các bạn, thì hiện tại thì mình mới đi mua về nè. Đó, được 2 bịch. Đó, một bịch là bịch này, giấy này á, là người ta để con chim trong đây cho mình. Đó. Còn chim thì người ta sẽ để trong đây. Còn mình mua thêm một bịch thức ăn, tại vì ở nhà cũng hết thức ăn cho nó rồi. Đây là hạt khê nè. Đó. Hạt khê này thì hamster ăn cũng được luôn các bạn. Đó, trong bịch thức ăn trộn thì người ta có trộn sẵn hạt khê luôn. Đấy. Ok rồi, bây giờ mình sẽ mở cái bịch này ra và mình sẽ đổ vô cái hũ, đổ vô cái bình để mà dự trữ cho nó ăn lâu dài nha. Và đây là cái con chim bướm phụng. Đấy, con vẹt mà hiện tại là mình đang nuôi nè các bạn. Đó, nuôi chỉ có một mình nó thôi, cho nên là mình thấy buồn, thấy nó cũng buồn, cho nên là mình mua thêm một người bạn nữa cho nó để mình bắt ra cho các bạn xem nha. Đấy, con này thì mình nuôi khá là lâu rồi, cho nên là mình lông nó thay cũng được mấy lần các bạn, cho nên là cái màu lông nó không có được đậm như là lúc mới mua về. Đấy, con kia thì mới mua về cho nên màu lông rất là đậm. Đấy, lông đuôi rồi rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, con này thì rất là khỏe mạnh luôn. Chim này thì nói chung là cũng rất là dễ nuôi. Các bạn mua thì các bạn chú ý mua con khỏe mạnh về là cho nó ăn uống nước là nuôi được à. Còn đây là cái bịch chim mới. Đấy, con vẹt mà người ta bán, người ta để trong một chiếc bịch giấy như thế này. Đó. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ bắt ra cho các bạn xem. Đây là chú vẹt của chúng ta. Đó. Rất là màu rất là đẹp luôn. Mình mua màu xanh vẹt nha các bạn. Xanh lá như thế này. Đây, hậu môn thì nói chung là sạch. Đó. Các bạn mua chim cảnh về nuôi thì các bạn nhớ chú ý là hậu môn với lại mắt đồ của nó phải sạch sẽ bình thường nha. Đó, là chim nó mới khỏe mạnh nha. Còn mà hậu môn của nó mà bị dính nước đồ á là chim nó bị là bị bệnh, các bạn không nên mua về. Đấy. Ok, thì mình mới thả vào thì thấy con chim của mình nó nói chung là nó khá thích bạn mới luôn đó các bạn. Đó, là nó mổ liên tiếp luôn. Đó. Thì theo mình biết á thì cái loại chim miếng phụng này á, hay còn gọi là vẹt Hồng Kông á, thì cái loại chim này á thì nó rất là yêu thương nhau nha các bạn. Nó có thể là đút ăn cho nhau nè. Đó, và nó có thể là rỉa lông cho nhau cũng được nữa nè. Đó. Và cái này thì mình nuôi loại chim này cũng được 3-4 năm rồi, cho nên là mình vẫn thấy cái hành động của nó. Và mình nuôi thì nói chung là nuôi một cặp thì nó rất là vui luôn. Đó, trong một chiếc lồng như thế này nuôi một cặp là rất là ok luôn. Đấy. Và chim này thì nó hiền thôi các bạn, nó ăn chay mà, nó hiền, nó ăn khê thôi à. Đó, lâu lâu thì các bạn có thể cho nó ăn xà lách thì lông của nó sẽ được đẹp hơn nha. Ok. Đấy. Một cặp chim khá là đẹp. Đấy, con kia thì nói chung là cái đuôi của nó khá là ngắn các bạn. Cho nên là mình nghĩ là mình nuôi một thời gian thì nó cũng dài theo giống cái con chim cũ của mình thôi. Đó. Đó. Ok. Thì nói chung là mới mua về nên là nó còn nhát một tí. Mình nuôi một thời gian thì nó sẽ quen mình, với lại nó quen cái con bạn mới của nó và nó sẽ gọi là lanh hơn thôi. Con kia thì mình nuôi lâu rồi cho nên là nó quen mình rồi, nó không, nói chung là nó vẫn còn nhát nhưng mà nó ít nhát hơn thôi, hơn là lúc mới mua về. Đó. Ok. Đấy. Con cũ của mình á thì nói chung là cái màu lông nó hơi bị nhạt các bạn, tại vì mình nó thay rất là nhiều lần thay lông rồi. Đấy. Và đây là chén ăn của nó nè. Đó, bây giờ mình sẽ đổ thức ăn vào cho nó ăn nha. Đây là nó ăn khê thôi các bạn. Các bạn có thể mua khê nhỏ hoặc là khê lớn như thế này cho nó ăn. Đấy, khê này thì ông chủ kêu mình mua khê lớn cho nó ăn luôn. Đấy, hạt
khê thì nó sẽ cam vàng như thế này. Đấy. Và cái này hamster nó ăn vẫn được luôn nha. Ở trong những bình thức ăn trộn á, các bạn thấy những hạt nhỏ nhỏ như thế này là hạt khê nha. Và cái hạt khê này á, thì cái chất dinh dưỡng nó rất là cao. Hạt khê thì theo mình được biết á, là ta có thể nấu chè để ăn luôn. Đó. Ok. Rồi thì nói chung thì mua một cặp vậy thì cho nó có bạn có bè, đồ cho nó vui. Đấy, nuôi một cặp thì ít nhiều thì nó cũng vui hơn là nuôi một con các bạn. Đó. Ok, rồi thì nếu như mà các bạn có muốn mua những chú chim này về nuôi á, thì các bạn có thể ra những cái tiệm chim gần nhà mình, người ta sẽ có bán. Đấy, chim này thì nói chung là giá khá là rẻ, người ta bán rất là nhiều. Video của mình sẽ kết thúc ở đây. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ mình nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.